Vương miện hóa kỹ, tụ điện ba lá chắn tầm xa. Chán thế, tôi vương miện băng đả luyện cung phước lành ạ. Ê, bút vào đây chỉ hóa kỹ, tạo đấu sĩ thôi nào. Thì bạn lấy đi, có gì đâu, nhưng mà tôi lấy cái gì bây giờ? Chả lấy cái gì bây giờ? Ai biết được, việc đấy là ở bạn. Tôi Đấy, lấy luyện cung phải. nữa đi. Đây nữa Ấn đi. ngoại binh. Ngoại binh nhá. Được. Bây giờ bạn có ngoại binh không? Chẳng có con nào. À có Thì con Illaoi. tôi có Illaoi, bây giờ cần con khác, vừa đánh thua đi. Đang tìm, không có. Hết tiền. Không cần roll, nhưng ý tôi là đánh thua đi đã. Vừa đánh thua đi, xong rồi tôi thua chẳng hạn đúng không? Thì tôi sẽ nặn cho bạn xẻ. Hiểu không? Được. Các bạn lên 9 hóa kỹ rồi đấu sĩ. Tôi Rồi chỉ đã bắt. tức là bạn sẽ cần 6 cái xẻng hóa kỹ đúng không nhỉ? Nãy tôi nói có nhầm không nhỉ? Bạn mở luôn đi, bạn mở luôn sách cho ấn đi, xem nó có ra ấn ngoại binh không. Rồi có. Có ấn đấu sĩ hay gì không? Có ấn ngoại binh. Ở đây thì bạn gửi một con bất kỳ sang đưa ngoại binh đây. Đây. Nhanh. Bạn biết tôi đang combo gì không bạn? Năm ngoại binh chưa? Ngoại binh ra Ngoại đồ. binh cho đồ. Chưa có 5 ngoại binh, nhưng mà tôi có 5 ngoại binh. Tôi có ngoại binh cho đồ. Đây này, thế tôi mới bảo các bạn nhớ, đấy không? Đấy là hai thằng cùng nặng ra ấn ngoại binh. Sau đấy cái hack kim cương của tôi là ấn ngoại binh. Có phải là đã là 7 chưa? Đúng chưa? Đây bây giờ là 22. Ui chết rồi bạn ơi, sao có thằng Hoàn chơi TFT thế kia? Không sao không sao bạn, không sao không sao không sao, tôi ấy được, tôi kiểm soát được. Đúng rồi. Kiểm soát được, quan trọng là tôi kiểm soát được các bạn, không vấn đề. Ủa, cái thằng này bị sát không? Được không? Mà pha anh Long còn trôn. À, máu găng đây. Máu, máu đi, máu đi, máu đi. Máu đi. Đang tròn tiền rồi. Đấy, thêm tí tiền nữa chả để làm gì mà. Lấy cái đai máu tí nữa lấy xẻng lắp 7 7 gắn hoa kỹ. Mình có thắng thằng này không ta? Bốn con nữa. Từ từ nhá. Để được 9 hóa kỹ thì mình phải thêm 4 con nữa. Trong này không có đấu sĩ nào. Tức là level 9 mình sẽ là 9 hóa kỹ, 3 đấu sĩ, kiếm giáp à. Kiếm này. 6 đấu sĩ, trong đấy có một con hóa kỹ rồi. 3 con nữa thì là 4 hóa kỹ. Một hoa Để lên kỹ 5 ấn. là 5 ấn, 5 ấn Bạn mình có mới hai có ấn rồi là cần 3 ấn nữa đúng không? Xong không bạn lại cần hai ấn đấu sĩ nữa. Đó là thành 8 đấu sĩ. 3 ấn hóa kỹ, 2 ấn đấu sĩ. Khó đấy nhỉ. Không mà dễ mà, thật ra chỉ cần một hack kim cương nữa là xong. Những cái trận như này nó hay hay mấy hết kim cương lắm. Chỉ cần một hết Đấy. kim cương đấu sĩ nữa là đủ luôn mà. Cứ bình tĩnh. Chẳng qua là cần 3 ấn hóa kỹ thì lại phải đến từ tôi thôi chứ làm sao nữa. Có thằng khác nó cũng chơi chin bạn ơi. Ôi sợ gì bạn ơi, tôi quan tâm gì. Miễn là vui. Thôi mưa đi cho mát. Ôi thôi, đừng. Thắng à? Mạnh cho lắm vào. Bạn có bị nổ hũ luôn không hay nó không tăng hũ? Không tăng hũ rồi. Không tăng thôi đúng không? Thôi thôi thôi, mày. Sợ nó nổ luôn Đây, đây, ấy. có Cần 5 ngoại binh sớm không để tôi mua tôi ra đủ chuyển? rồi. Đủ rồi đúng không? 5 ngoại binh, 3 do đồ. Ủa bạn ơi, tôi nghĩ là lobby để farm xẻng dễ cực vì có mấy thằng xẻng thanh lịch với xẻng thách đấu ấy. Đúng không? Bây giờ tôi sẽ phát 8 cho bạn nhé, ok Được. chưa? Phát 8 nè. Bây giờ tôi là cấp 6 59 tiền mà. Bây giờ cho tôi đến round sói, đấy là tôi 8 luôn rồi. 5 ngày mình bán cho được. Cứ thua tôi thề luôn, nãy mà không phải bị thằng kia phá một phát là anh em bú lắm luôn đấy.
Một trang bị thành phần và một Nico trợ giúp bạn. Bạn biết tôi là gì oh, không ạ? No. 7 ngoại binh. 7 ngoại binh qua cho đồ. Tôi ra 2 đấu sĩ thật bạn ạ. Bạn ra 2 đấu sĩ á? Ừ. Ui thôi, xong rồi. Thôi đánh chơi thắng nhá, đánh chơi thắng nhá. Đánh chơi thắng đi, đánh chơi thắng lại đi. Để lượt sau. Đây để, rồi. Để lượt sau lên 7 roll, lên 7 roll MF hay gì đấy. Mà tôi là thật nhá. Trận này đúng logic thì nó phải là trận 5 tiền 3 sao. Thật. Tôi mất chin rồi, xẻng kìa. Cần gì chin? Cần gì chin? Cần đất gì chin? Bạn thích bạn carry con khác cũng được mà. Cái sao mà kia cũng được mà. Thêm ấn. Bở xoay ra đánh thắng luôn nhờ. Ừ. Tôi 8 ngoại binh rồi đây này. Chán chưa? Ô cái gì đây? Cái gì là cái gì? Từ đã. Hai hóa kỹ là hết này à? Không được rồi, vẫn không đủ à? Mình cần 2 ấn nữa. Được. Ném 3 hai tí nữa ném đứt, ném cho. Bài tôi thiếu gì đâu mà. Bây giờ tôi còn thừa cả ngoại binh cơ bạn ơi. Mà ngoại binh. Tôi còn thừa ngoại binh cơ. Tên clip thích được gánh tôi ship giàn tướng 3S cho đồng đội gánh. Cảm ơn bạn vừa donate nha. Tên clip ạ. Bây giờ tôi đang giữ cho bạn đôi chin này. Thằng kia nó cầm đôi chin. Thật ra nếu cầm thì mình bỏ chin luôn được mà bạn. Quan trọng gì? Không quan trọng đâu. Không quan trọng đâu, chẳng qua lắm. Đồ vật lý là cứ để ở đấy. Chin 2, chin 3, quan trọng gì đâu. Đây này, đồ phép này. Tí carry Victor, Renata gì đấy. Không vấn đề, không vấn đề. Ui, chin 1 vẫn. Này, chin 1 đấm bạn luôn. Sao được không? Tôi đang gặp nhà móng rồng, không đủ đam này. Thua, đang thua. Mình đang thua không thua. Được, thua nốt đi. Ừ, gặp Raven 2. Đâu tiền, máu vẫn nhiều mà. Máu cộng 2 thằng hơn 70 máu à. Cái gì đây? Hai trang bị thành phần thôi. 6, thằng này hũ 6. Mình hũ 7 mà. Làm cái huyết kiếm này. Thế đã. Đồ này chắc chắn là đồ Victor rồi. Lắp ấn ngoại binh thì sao chuyển được chin á? Không chuyển thì bán đi các bạn, có gì đâu. Tôi nghĩ là trận này chả lên được chin đâu. Nhìn mấy ông này cũng giữ chin à. Bản Jason nó có ấn hóa kỹ, nó thích carry con gì chả được. Vấn nó đề thích là con gì cũng được mà. Raven hóa kỹ cũng được, Kai'Sa hóa kỹ cũng được. Vấn đề là có đủ ấn hay không thôi. Chứ thật ra đơn giản mà. Đấy tôi thắng rồi, thắng chưa? Ủa. Đâu xem nào. Cái hòm kìa, một gang đạo tặc nữa kìa. Đợi chưa? Cái gì thằng chuế đây? Không dám mở, không dám mở vì có 3 con 4 tiền trong một hòm nào đấy. Sợ mở nó bị trúng ấy. Đây chật cả full cả đồ rồi đây này. Lắp bớt. Đây lắp gang đạo tặc đã. Nói chung nhiều đồ lắm, nhiều Nico đi cũng lắm. Tờ này ra hết kim cương, hai hóa kỹ nữa, xong. Là sao thế được, bạn đã ra một hết kim cương hóa kỹ rồi, bạn còn đòi ra hết kim cương hóa kỹ nữa chắc. Chỉ có tôi bút được cho bạn thôi, làm sao ra được nữa. Bây giờ bạn roll cho mạnh đi, để bạn cứu tôi chẳng hạn, cho tôi roll 9 lấy 5 tiền 3 sao ấy. Ok, được, để roll. Chín 2 rồi. Mới khỏi cần roll luôn. Hết rồi, đống này 2 hết. Đồ tôi còn không có chỗ mà để này, bạn nhìn này. Đấy, được chưa? Thêm 2 hóa kỹ cũng được, thêm 2 đấu sĩ cũng được. Ok. Bạn đã ra hóa kỹ và đấu sĩ, làm sao bạn thêm được 2 cái đấy nữa? Bạn chỉ thêm được 1 trong 2 thôi, đúng chưa?
Rôn đi á, rôn làm gì, tôi phải rôn 9. Tôi là muốn lấy 5 tiền 3 sao các bạn hiểu không? Thì tôi phải rôn 9 chứ. Rôn 8 làm gì đâu. Cho tôi con vi. Từ cái mana vậy. Trời ơi. Được cái gì đây? 5 vàng. Trời thế ơi. Giàu. Này tiếc thì tiền nữa bạn ạ. Không quan trọng. Nói chung là tí nữa tôi giữ 7 vệ binh đến hết trận. Xong cứ 5 tiền thì tôi đúc. Cứ có 5 tiền nào tôi 2 sao tôi để vào, xong tôi lên 5 tiền 3 sao, tầm 2 con 5 tiền 3 sao được chưa? Đơn giản mà. Nhà này đời đi rồi, mua Wick 3 làm gì chứ, gặp con Queen của mình, Queen mù phát chân của Wick luôn. Thua à? Con kỳ đá này, xài tiền đi, đừng có tiếc nữa. Cái gì? Anh vẫn thích đâu. Chỉ tệ siêu công nghệ. Xong rồi. Khóa kỹ đấu sĩ thách đấu này, cá chê thách đấu này. Ồ, trận này không cho cá ăn luôn. Tôi cần gì đồ, đồ tôi biển rồi các bạn. Giờ tôi chỉ dùng, tôi tích tiền lại thôi. Chẳng qua đang lấn cấn cái việc là roll con V2 ấy mà, xong rồi tích tiền lại là đẹp. Cần 2 mà. Cần 2 luôn mà. Bạn này cứ bị cần 2 nó khó chịu thế nhỉ. 11 máu. Đang đạo tặc nữa, trời ơi, cứ thua phát là một con đạo tặc. V2 này. Kiếm phải kiếm bạn Hilary à? Kiếm lại Illaoi là sao? Không, là tám sĩ ở nhà này. Ô, con Leona bà này khỏe thế. Này sao mình ăn được nhỉ? Nhau này chơi thắng là khỏe quá. À, bạn bạn chỉ cần tank trâu thôi, tôi qua được mà. Nước con Leona, nó đây con Leona bà bị nuốt cái đứng im luôn. Ừ. À, bạn đây bạn bạn tôi vẫn khỏe mà. Nico Kai'Sa à? Không, tôi chỉ Nico ba con cuối cùng thôi các bạn. Dễ hiểu mà, nếu các bạn đã định xác định là đánh 5 tiền 3 sao, các bạn Nico ba con cuối cùng. Rồi cút ở hai mạng mà cút làm sao được. 4 chi nữa nhé. Bạn bình tĩnh bạn ơi, tôi sắp Kai'Sa 3 rồi. Còn nhiều thế. Đúng người giàu. Thế nào? Tuần sau sẽ là Illaoi à? Illaoi thì là 7 hóa kỹ, 8 đấu sĩ. Ok đấy, 8 đấu sĩ nhiều máu lắm luôn này. Sau 7 hóa kỹ thì bỏ con này thay bằng Renata, bằng Victor. Tôi hết cả chỗ rồi, bạn cần đồ ấy hoặc bạn cần tướng thì hô ấy, tôi sẽ cho bạn đồ với tướng. Bạn hiểu là tôi là trí tuệ siêu công nghệ ấy, mà tất cả các tướng của tôi đều có đồ hết rồi. Đồ này và chia mình nuốt cho đồ luôn, tôi cũng khỏe lắm. Ý ba anh em mình khỏe mà. Ôi rồi đóng tiền Cá chê thách đấu. Không không cho cá chê hóa kỹ ở phí đấy. lại tại lúc nãy nó không, không không rơi được ấy đấy. Phí mà cũng phí mà. À phí quá, bán mất một con Victor. Thiếu Con kia con nó lên Raven 3 hay sao nhá. Ừ để thấy để pick này. Thấy ôm luôn. Vừa thấy một con luôn. Chỉ xoay vào tận trong.
Bạn chỉ cần xếp sao chạy châu châu ấy, sống lâu lâu là tôi qua. Lúc nào tôi cũng qua được hết à? Tầm này tôi mạnh lắm. Đội châu mà. Và kỹ về đấu sĩ chả có gì ngoài châu. Ừ. Thế mỗi lượt tôi ra một con dinh với 5 tiền à. Sợ thật đấy. Bạn có cần chim nữa không? Bốn đang bên này đang chụp bốn con chim. Hai con này, tí gửi cho con chim ngang đạo tặc. Mẹ, y lâu y đâu hết rồi nhở? Lâu y tầm này thì đâu rồi? Người anh em đâu rồi? Người anh em đâu đó? Triệu hồi chi tôi? Hồi gì tôi được ít lắm, thằng kia nó mạnh phết đấy. Tôi được con Victor 2 thôi. Nó thua, con quỷ đá nó thua các bạn ơi, thôi xong rồi. Thôi xong rồi. 92 đây chịu được không? Alo. Ơi. 92 đây bạn cần 92 không? Không đủ, chưa đủ. 92 vẫn chưa đủ. Chết. Ê bạn gửi cho tôi con Ilao Y kia đấy chứ, nhanh lên. 92 thì tao hai con 94 con chim thì sao? 4 chim vẫn chưa đủ. Gửi một con Ilao Y thật á? Ừ. Rồi. Xếp rồi. Sếp làm sao để con để cái team nó ở đằng sau ấy để câu giờ. Ăn rồi. Vì 8 đấu sĩ nó cộng mỗi con gần 1000 máu. Tôi xin con đấy thật. Ồ thế nhỉ. Xin con in lại thật không tin. Còn thêm uống nữa, quần áo rồi tại thêm bộ mới. Xin. Không ra, không ra. Tôi đang cầm hai con ấy rồi nha. Con gì? An Raven rồi nhá. Tại hồ ngày mưa. An Raven làm gì? Tên kiểu gì đấy? Thôi nào con anh, con An. Không. Nó đạp vào tay rồi. Bạn có mấy cái gửi? Bạn không tôi giữ được kiểu gì cho tôi à? Kai'Sa 3 dễ mà các bạn. Bây giờ Kai'Sa 3 cộng với ở con gì đấy 3 nữa. Thì Kai'Sa 3 thôi thì đơn giản quá. Thôi xong rồi. Thôi xong rồi. Cứu. Tao cứu nổi. Trời ơi. Không, bây giờ mới đỏ. Ơ sao nó lại sang đây rồi? Không sao. Bây giờ mới đỏ. À bây giờ mới đỏ đúng không? Bây giờ mới đỏ. Quyền trợ thiên thần ngọn thương Sojin đại bác lên thanh. Quyền trợ thiên thần đi. Bây giờ tôi gửi cho bạn. Bạn gửi một con chim của bạn sang đây đi. Nhanh lên. Không có à. Bán rồi á? Ừ, mất rồi. Thì thôi kệ bạn này, tôi tự. Thì thôi kệ bạn ạ. À thế. Thì thôi kệ bạn ạ. À. Ok, con gieo. Được chưa? Ui, cái Kai'Sa 3 kìa. Ủa, tôi muốn là hai con cơ các bạn. Một con cùi quá. 7 ngoại binh cho đồ mà chỉ có một con Kai'Sa 3 thôi thì quá cùi các bạn. Thật, nó phải là hai con 3 sao. Một xả. Bọn kia nhiều máu lắm, từ từ tôi farm. Đây rồi, bọn này bên này 8 đấu sĩ mà. Chết hết. Đâu quá, đâu, chật bàn luôn. Em bạn nhìn chật bàn. Tham vọng à. Thú tượng bạn Khang Bảo Thạch. Thú tượng găng bảo thạch. Chọn nhanh găng lên. Đây. Nhanh lên cho người ta còn roll. Chạp. Đấu sĩ. Không bỏ được con gì nhỉ. Đây à. Thôi làm sao được. Kai'Sa 3 cứ một chiều chết sạch luôn hả bạn. OP lắm. Không thua được. Bạn không chết được là không bờ thua. Bây giờ tôi cho bạn V3 đồ ok không?
là không thua được nữa. Ôi giời. Đi luôn. Bây giờ đưa nhặt con Jerry cho tôi hai con 3 sao luôn. Ui không có bạn. Ăn hoa kỹ cái gì? Đấy bạn đặt ăn hoa kỹ đi. Thì là thiếu một ấn. Thiếu một ấn. Thôi kệ cái lấy vậy. Vẫn dùng được. Bài hoa kỹ mà thêm một vẫn dùng được. Rồi, Jerry 3 bạn này. Ôi, vãi thế. Cái đồ này. Đấy, đợi tí. Đồ đấy. Ok. Tôi còn thừa một cái đạo tặc không biết cho ai cơ bạn. Đồ Victor á. Ngày 1 tôi đang muốn lên cả Victor 3 nữa các bạn. Tôi tham vọng quá ấy. Tôi để cho nó đi rồi à. Chưa đi, bây giờ mới đỏ mà. Đầu hàng luôn. Má. Thiếu một ấn nữa, bên này chỉ thiếu một ấn hóa kỹ nữa thôi. Là toàn đồ sĩ chiến hóa kỹ thật. Anh em mình vẽ thế mà nó tí nữa. Nhưng mà nó không có xẻng. Bảy ngoại binh nó không có xẻng. Bạn nhìn bảy ngoại binh làm gì có xẻng đâu.